bệnh viện trung tâm y tế Thanh Thủy ạ. Kính thưa các thầy các cô, kính thưa các quý đồng nghiệp ạ. Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy xin hội chẩn một ca lâm sàng ạ. Bệnh nhân nữ 33 tuổi ạ, vào viện vì lý do là sốt, chảy dịch vết loét ạ. Nhưng có tiền sử là chấn thương cột sống thắt lưng, liệt hai chi dưới cách đây khoảng 3 năm ạ. Và điều trị vùng loét âm hộ cách đây 1 tháng ạ. Bệnh nhân ở nhà sốt cao khoảng 3 ngày nay, ở nhà dùng thuốc hạ sốt paracetamol không đỡ. Thì vào lúc nay thì có sốt 39 độ, ở nhà đã uống thuốc paracetamol 500 mg. Sau đó có chảy dịch ở vùng loét âm hộ, chảy dịch mủ thì vào viện ạ. Khám bệnh nhân lúc vào, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, thể trạng gầy yếu, cân nặng 40 kg ạ, da niêm mạc kém hồng, không phù không xuất huyết gì ra, liệt hoàn toàn hai chi dưới, mất cảm giác nửa thân dưới từ vùng rốn trở xuống, đại tiện không tự chủ, tiểu tiện qua sông dẫn lưu ở trên sông mu, nước tiểu vàng trong, nên không nôn không sốt, không khó thở, vùng âm hộ hai bên sưng tấy đỏ, có vết loét chảy dịch, tim đều, phổi thông khí được, bụng mềm ạ. Hiện tại khám hiện tại của bệnh nhân thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, vẫn còn liệt hoàn toàn hai chi dưới, mất cảm giác nửa thân dưới. Hiện tại đã cắt sốt được 4 ngày rồi ạ. Tiểu tiện dẫn lưu trên sưng mu đến nước tiểu vàng trong ạ. Vùng âm hộ bên phải thì không thấy đỏ, có vết loét, còn chảy dịch màu vàng không hôi ạ. Các kết quả cần lâm sàng chụp số thì em đã gửi trên hệ thống rồi ạ. Vâng, cảm ơn tôi, chúng tôi có rồi. Các bạn muốn hỏi gì trong trường hợp này ạ? Vâng, em muốn xin ý kiến hội chẩn của các thầy là về vấn đề xử trí, chẩn đoán và điều trị đã phù hợp chưa, và cái hướng điều trị tiếp theo về chăm sóc của bệnh nhân khi ra viện ạ. Hiện nay bệnh nhân hết sốt rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Cái dẫn lưu, cái chỗ dịch mủ hết cũng đỡ đi nhiều rồi, không giống như cái phim chụp đúng không ạ? Hình ảnh chụp đúng không ạ? Cái vết loét ở vùng âm hộ đã đốt tốt hơn chưa? Nó đầy lên chưa? Dạ, vùng vết loét leo ở ông hộ nó tốt hơn rồi, nhưng mà ấn thì vẫn còn chảy dịch mà trong, nhưng không có hôi, không có dịch mủ nữa. Vâng, thế còn cái việc cái dẫn lưu trên xương mu thì là bao lâu rồi ạ? Dẫn lưu bằng quang ấy ạ? Đặt bao lâu rồi ạ? Dẫn lưu trên xương mu khoảng 2 tháng ạ. 2 tháng này, từ lần trước đúng không ạ? Từ lần bị nhiễm trùng lần trước đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Như vậy chúng ta có một cái bệnh nhân tình trạng thể trạng rất yếu, có 40 cân thôi mà bị chấn thương gây liệt hai chân hoàn toàn từ 3 năm nay. Bây giờ có một cái nhiễm trùng thì tôi nghĩ đây là một cái trường hợp chúng ta cũng rất là kinh điển. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân nằm tại chỗ thì bị những nhiễm trùng tại chỗ đấy. Là xin phép thầy Linh cho cái hình ảnh CT xem liệu cái nhiễm trùng này nó có ảnh hưởng đến các bộ phận trong bên trong không. Báo cáo thầy Hiếu, cái phim này thì các bạn ấy chụp là cái phim cắt lớp vi tính không tiêm thuốc. Thế thì cái phần phía trong ổ bụng thì chúng ta cũng không có nhiều thông tin lắm, sơ bộ thì cũng không thấy có gì đặc biệt lắm. Thế tuy nhiên ở cái vùng tầng sinh môn và phần xương thì tổn thương khá là nặng nề. Nếu mà đi từ dưới lên thì chúng ta sẽ thấy cái thời điểm các bạn ấy chụp là ngày 29 tháng 9. Đấy, thì lúc đấy thực ra và các bạn điều trị mà đến như hôm nay nghĩ là một cái thành công rất lớn rồi đấy. Tại vì tổn thương này ít khi còn gặp. Đây là một cái viêm tấy lan tỏa và có hoại tử sinh hơi của vùng tầng sinh môn. Nó từ ngoài ra và đi vào đấy, toàn bộ đây là áp xe và khí hóa hoại tử và đầy sinh hơi. Toàn bộ cả cái tầng sinh môn, nặng hơn nữa nó đi vào hố ngồi trực tràng. Nó đi vào đâu? Nó đi vào cả đến thận xương. Cái xương này là ngành ngồi mu đấy ạ. Ngành ngồi mu của bệnh nhân nó cũng đã có tổn thương viêm tủy và còn có cả khí ở trong xương. Đây là một trong những cái tổn thương viêm tấy tầng sinh môn rất là nặng. Ở bên phải, thực ra cái tổn thương này bệnh nhân là có cả ở bên phải, ở cái thời điểm đấy nó lan cả sang bên phải. Cũng có cả viêm xương tủy của bên phải đấy. Đây cái tổn thương viêm xương, viêm mà gây tiêu xương của ngành ngồi mu. Còn bên bên trái đây, còn bên phải là hoại tử sinh hơi lan cả vào xương. Vâng. Như vậy là hiện nay bệnh nhân cũng ổn định, nhưng mà tôi thì tôi rất lo đấy là không phải là ổn định trong giai đoạn ngắn này thôi, chắc là một giai đoạn sau thì vẫn tiếp tục giống như bệnh nhân cách đây hai tháng người ta vào đây. Tôi nghĩ là tổn thương này chắc thầy Linh nói là phải tổn thương lâu rồi đúng không ạ, chứ không phải chỉ có 1-2 tuần nay đúng không ạ?
Những cái hoại thư sinh hơi thì ở đây thì bệnh nhân có một cái hình như trong tiền sử là có một cái hình như gỡ xương, đúng rồi, chấn thương cột sống. Thì khả năng là bệnh nhân có kèm theo thời điểm đấy là cái vỡ của ngành ngồi mu của bên phải, tại vì ở đây nó đã có tất cả đặc xương đấy, và bờ xương nó phì đại. Mặc dù đây bây giờ đang giai đoạn là viêm cấp nhưng nó có những cái dấu hiệu của cái viêm mãn rồi. Thế nhưng đối với cái tổn thương đều của bên trái, còn bên phải, ngành ngồi mu của bên phải thì hoàn toàn là mới, tương đối cấp tính đấy, có hoại thư sinh hơi. Có một cái này nữa tôi cũng muốn hỏi các bạn là ngoài cái dẫn lưu bàng quang thì chúng ta có làm cái gì trong bàng quang, trong buồng bàng quang của bệnh nhân không? Tại vì tôi thấy có ba cái hình cản quang hay là hình rất là lạ, trông giống như hình cúc áo. Dạ, báo cáo thầy là không làm thì cái gì ạ? Các bạn hoàn toàn không làm gì. Thế bệnh nhân có rối loạn tâm thần không? Bệnh nhân không ạ, bệnh nhân tỉnh có ạ. Đấy, cũng rất là lạ ở cái... Thì Linh zoom vào đấy cho mọi người thấy. Vâng. Cái này thì trông nó thường nó không giống sỏi lắm. Thì sỏi căn qua bàng quang thì thường nó tròn. Đây nó lại cong cong hình đĩa. Đấy. Không, đây đầu sông tiểu nó khác cái bóng đấy. Cái sông tiểu với cái bóng nó nằm đây. Đấy. Hai bên. Có mấy cái cả. Đây cái bóng của sông tiểu đây. Cái này các bạn nên check thêm, các bạn kẹp sông vào trong các bạn siêu âm thêm để xem đây là cái cấu trúc gì. Tôi thấy hơi lạ và khai thác kỹ lại tiền sử bệnh nhân cái. Vâng. Nó có bốn cái. Tôi đề nghị thế này, đây là bệnh viện Vân cũng rất là khó. Thì tôi đề nghị là giúp các bạn giúp việc là bây giờ hiện nay bệnh nhân đỡ sốt rồi, chúng ta điều trị kháng sinh, hôm nay là ngày thứ tư đúng không ạ? Từ 29 tháng 9 và đến giờ là mùng 6 tháng 10 là thứ một tuần rồi. Thì chúng ta nên chụp lại CT một lần nữa trong hai nhiệm cách, một là để đánh giá chính xác xem là cái tổn thương hoại sư sinh hơi nó đã giảm đi chiều chưa. Thứ hai là các bạn kẹp sông tiểu để xem, chụp lại xem cái dị dạng hay cái dị vật gì đấy trong bàng quang nó là cái gì. Có được không ạ? Bệnh viện Thanh Thủy mình có thể chụp lại được không ạ? Dạ bà có thể là được ạ. Vâng, thì sau đó các bạn chuyển cho thầy Linh xem, và trong lúc chụp có thể liên hệ trực tiếp với thầy Linh để thấy cái gì lạ thì thầy Linh thầy sẽ hướng dẫn. Vâng. Dạ, vâng. Bây giờ tôi xin phép mời tiến sĩ Dũng xem đánh giá cái kết quả điều trị của bệnh nhân và có thêm ý kiến gì không về một cái tổn thương cũng dai dẳng trên bệnh cho bệnh nhân. Vâng, thưa thầy Hiếu, thưa các thầy, thưa các bạn ở bên Phú Thọ. Thì ở đây thứ nhất là chúng ta đặt ra cái chẩn đoán đi. Bởi sau cái thầy Linh đã phân tích rồi, chúng ta thấy cái vấn đề chẩn đoán đầu tiên. Thì chẩn đoán ở đây là thứ nhất là một cái tình trạng viêm xương tủy. Cái chuyện mà di chứng cột liệt cột sống thì thôi không nói đây, nhưng tình trạng viêm xương tủy và áp xe phần mềm quanh khu vực phần sinh dục đó, chứ không đơn thuần chỉ là nhiễm trùng vết loét. Và cái độ nhiễm trùng nó đang tiến vào sâu và thậm chí là viêm xương tủy rồi, vì đặt chẩn đoán nên đầu tiên là viêm xương tủy. Vì sao? Vì liên quan đến cái quá trình dùng kháng sinh sau này của bệnh nhân. Vì vậy mà chẩn đoán là viêm xương tủy có áp xe phần mềm. Đấy là cái chẩn đoán thứ nhất. Cái chẩn đoán thứ hai là liên quan đến cái chuyện mà khi mà nói áp xe, chúng ta bao giờ cũng tìm cái căn nguyên. Cái căn nguyên đây thì đã giá kể ban đầu khi bệnh nhân vào viện ấy, chúng ta làm cho mấy thứ. Thứ nhất là căn nguyên vi khuẩn, tức là khi khâu ép xe chúng đánh ra hình ảnh xong rồi, chúng ta chọc hút lấy được cái nuôi cấy vi khuẩn là tốt nhất, đấy căn nguyên. Thứ hai là chúng ta đánh giá cái tình trạng nhiễm trùng ngoài viêm xương thủy áp xe phần mềm rồi, chúng ta đánh giá luôn cái tình trạng đường tiết niệu ấy, có viêm nhiễm khuẩn nước tiểu không, có viêm bàng quang hay không, thì chúng ta nuôi cấy nước tiểu thì chúng ta cũng có một thêm một căn nguyên nữa, đường tiết niệu liên quan đến kháng sinh sau này chúng ta dùng. Thế ở đây thì cũng rất may mà một tuần rồi bệnh nhân dùng kháng sinh đã đỡ. Thì tôi nghĩ là nếu là căn nguyên gì thì cũng đều là nhạy cảm kháng sinh rất là nhiều. Vì kháng sinh có thể dùng đây, tôi nhìn cái kháng sinh đây. Thứ nhất là liều cefoperazone và một cái metronidazole cũng như là một cái linazolid. Thì cũng đang bao phủ cả cái gram âm, cả gram dương, cả đường tiết niệu. Tuy nhiên cái liều nó cũng không được đạt được cái liều chuẩn. Thế thì dù sao thì bệnh nhân đáp ứng. Vì vậy mà bây giờ chúng ta tìm lại căn nguyên sau một tuần là vô cùng khó khi chúng ta đã dùng kháng sinh rồi. Vì vậy mà chúng ta nếu mà chúng ta thì về nguyên tắc điều trị cái áp xe thì vẫn phải đặt ra, tức là đặt vấn đề ngoại khoa. Vậy chúng ta hình dung nếu mà đỡ sốt rồi nhưng tuy nhiên thì căn nguyên vẫn còn trong đó thì nguy cơ lại bùng lên. Vì vậy có thể hội chẩn xem một ít ngoại khoa có nên trích rạch mở tận cái áp ổ áp xe ra không. Thế còn về giống như cái ca trước, tức là đã là kháng sinh thì chúng ta vẫn phải dùng 2 đến 4 tuần đường tĩnh mạch thì chúng ta mới chuyển sang liều uống. Thì ở đây chúng ta mới đang đường tĩnh mạch mới là soperazone và metronidazole chứ cũng chưa linazolid hoặc linazolid đường ánh tụ cầu thì đang là đường uống. Vâng ạ, theo quan điểm mà tôi như thế thì xin ý kiến thầy Hiếu thêm, chỉ đạo thêm xem là chúng ta nên cân nhắc cái phẫu thuật ngoại khoa hay không khi bệnh nhân đang đáp ứng. Nếu đáp ứng ở đây thì các bạn đánh giá xem là đáp ứng về mặt triệu chứng lâm sàng chứ còn tại chỗ có đáp ứng không. Vâng.
Vâng, xin cảm ơn anh Dũng. Tôi thì tôi đề nghị chúng ta cũng nên, bệnh nhân này có một hoàn cảnh rất đặc biệt, cũng bị chấn thương cuộc sống nằm này là 3 năm rồi. Thì do đó chúng ta phải hết sức thận trọng quyết định những cái thủ thuật phẫu thuật tiếp tục cho bệnh nhân. Thì tôi vẫn đề nghị là chụp lại CT một lần nữa, sau đó sẽ liên hệ trực tiếp với cả thầy Linh, và thầy Linh sẽ liên hệ với cả các bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cũng như Bệnh viện Đại học Hà Nội, để chúng tôi sẽ hội chẩn trong group của chúng tôi để quyết định cho bệnh nhân có nên có thể mà trích rạch rộng dẫn lưu của áp xe không. Và về điều trị kháng sinh thì tôi xin phép là chúng ta tiếp tục điều trị theo hướng của thầy Dũng vừa mới chia sẻ. Còn về mặt chấn thương cuộc sống thì không biết là thế giới có phát triển gì không, thì xin phép mời thầy Hướng xem sau 3 năm liệt thì bệnh nhân còn có cơ may hy vọng hay làm gì khác cho bệnh nhân được không? Mời thầy Hướng. Thầy, các anh chị em đồng nghiệp, về cơ bản cái lâm sàng thì các anh chị biết là 3 năm rồi mà liệt hoàn toàn, mà cái cảm giác không vận động không hồi phục thì cái này vô cùng khó. Chỉ có là cái vấn đề mà để tránh trường hợp loét thì đe, tránh trường hợp nhiễm trùng, thì trong trường hợp này các anh chị đừng quên là tập thêm phục hồi chức năng cho bệnh nhân, và cố gắng là lăn trở thường xuyên, là tránh trường hợp mà lại loét thì đe nhiều chỗ khác nữa thì là bệnh càng nặng thêm. Nên là cái quan trọng nhất là phải tập phục hồi chức năng phù hợp thêm, còn về thần kinh thì không có cái gì tốt hơn nữa. Không có thuốc tiền gì ạ? Em xin kiến thiệt. Vâng, thì xin phép bệnh viện Thanh Thủy có ý kiến gì không ạ? Thầy Hiếu ấy, em xin phép thầy. À, mời thầy Hà. Vâng, em thấy trong này có một cái chắc mình lưu ý một chút thôi ạ. Đấy là bệnh nhân này đang dùng 3 kháng sinh, thì có cái công thức hồng cầu bệnh nhân này có vẻ là xu hướng giảm dần từ ngày 24 tháng 9, 28 tháng 9, 2 tháng 10. Là từ 104 xuống 92 xuống 82. Thế thì ngoài nguyên nhân mình xem có mất máu đâu không, thì mình lưu ý là trong cái thuốc kháng sinh đang dùng, cái Linaris, nó có một số trường hợp nó ức chế cái sinh hồng cầu. Nên nếu như anh chị mà theo dõi hồng cầu mà tụt xuống mà không thì ổ chảy máu, thì chúng ta có thể cân nhắc vấn đề đổi kháng sinh, bởi vì là người ta dùng kháng sinh kéo dài mà ức chế cái sinh hồng cầu thì nó cũng không phải tốt lắm ạ. Em xin phép cái phần đấy thôi ạ. Vâng, nên là ý kiến thầy Hà là muốn đề nghị là lưu ý xét nghiệm lại hồng cầu, nếu mà tiếp tục giảm thì phải dừng cái Linaris 600mg 2 viên một ngày. Tôi còn thêm bổ sung thêm là tôi nghĩ là chắc vấn đề về dinh dưỡng của bệnh nhân còn rất yếu. Bệnh nhân có 40 cân, thế do đó nằm viện dùng một đống kháng sinh thế thì cũng chả ăn được nữa. Thế do đó chúng ta chú ý vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân. Chúng ta bồi phụ dinh dưỡng theo đường ăn hoặc đường truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân. Vâng, bệnh viện Thanh Thủy còn có ý kiến gì nữa không ạ? Dạ, em cảm ơn các thầy ạ. Em sẽ cho bệnh nhân chụp lại siêu âm và hội chẩn các thầy sau ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Tuần sau chúng ta sẽ có kết quả của bệnh nhân này sau một tuần điều trị. Vâng, cảm ơn Thanh Thủy. Xin phép chuyển sang trung tâm y tế.